kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ở các tỉnh miền Bắc đang trong xu hướng nắng nhiều trở lại và không có mưa. Ngoại trừ mỏm Tây Bắc như Lai Châu, Điện Biên và phần phía Bắc của Lào Cai có khả năng mưa rào cục bộ trong đêm ngày 12. Tuy nhiên thì mưa chỉ mang tính chất cục bộ và không xảy ra trên diện rộng. Đáng lưu ý là thời tiết 3 ngày tới sẽ chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh tăng cường. Cụ thể là từ sáng ngày 13 tháng 10, ở vùng biên giới nước ta sẽ bắt đầu chịu ảnh hưởng bởi một đợt không khí lạnh từ phía Bắc. Đây chưa phải là một đợt lạnh mạnh bởi vì thời điểm này mới chỉ là giữa mùa thu. Không khí lạnh thường có trung tâm khối khí trượt ra ngoài phía đông và vì vậy mà gió trên vịnh Bắc Bộ sẽ phổ biến hướng đông đông bắc thay vì đông bắc hoặc là bắc đông bắc như các đợt lạnh giữa mùa đông. Tuy nhiên thì tính trên một nền nhiệt độ đang nóng và nắng nhiều ở Bắc Bộ thì đợt lạnh này cũng sẽ làm nhiệt độ giảm tương đối nhiều. Nhiệt độ cao nhất có thể sẽ giảm từ 5 đến 7 độ, trời cũng chuyển nhiều mây và có mưa rào. Do vậy mà nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ trong ngày 13 có thể sẽ giảm về ngưỡng là 27 đến 29 độ và sang ngày 14 chỉ còn từ 25 cho đến 28 độ, vùng núi giảm nhiệt mạnh hơn. Xuống đến các tỉnh duyên hải miền Trung, ngày mai tại đây sẽ phổ biến là nắng nhiều trở lại và mưa chỉ còn ở diện vài nơi. Tuy nhiên thì người dân Bắc và Trung Trung Bộ cần hết sức lưu ý, đó là một đợt không khí lạnh sắp tới từ chiều muộn ngày 13 sẽ kéo dài sang các ngày sau, ảnh hưởng gây mưa ở khu vực này. Vùng từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có nơi có mưa rào và dông mạnh. Và số ngày mưa sẽ kéo dài đến khoảng ngày 18-19 tháng 10. Riêng vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, bà con cần đề phòng cảnh giác với dông lốc và gió rất mạnh. Nền nhiệt độ ở khu vực này cũng vì vậy mà giảm đi đáng kể, chỉ còn dao động trong khoảng từ 27 cho đến 29 độ. Còn từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, thời tiết ổn định hơn. Mưa dông chỉ xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều. Ban ngày trời nắng, thời tiết vẫn dễ chịu, với mức nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Xuôi về phương Nam thì rãnh áp thấp xích đạo suy yếu nên về chiều tối sẽ chỉ còn lác đác vài nơi như Sóc Trăng và Kiên Giang là có mưa rào. Bên cạnh đó thì trường gió đông đông bắc sẽ tác động từ khoảng ngày 14. Do vậy mà thời tiết ở khu vực Tây Nguyên và tại Nam Bộ trong 3 ngày tới phổ biến nắng nhiều trở lại vào ban ngày. Nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên vẫn dao động trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ và ở Nam Bộ trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Chuyển sang những thông tin về thời tiết biển. Trong 3 ngày tới, thời tiết ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa phổ biến là ít mưa, ngày có nắng và tầm nhìn thoáng nên tương đối thuận lợi cho hoạt động hàng hải. Riêng vùng biển Nam Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 14 tháng 10, gió Đông Bắc trên khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển Vịnh Bắc Bộ có khả năng mạnh lên cấp 5 cho đến cấp 6, có lúc cấp 7 biển động. Thời tiết có mưa dông, bà con cần cảnh giác với gió giật trong cơn dông và tầm nhìn xa cũng giảm mạnh. Như vậy là từ ngày 13 tháng 10 thì do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thời tiết ở Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa, nhiệt độ giảm mạnh, còn thời tiết ở các tỉnh phía Nam sẽ ổn định và tạnh giáo hơn. Bản tin thời tiết cuối ngày 11 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cũng xin khép lại tại đây. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.